Đây là một đóa hoa hướng dương. Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Vâng, đây đúng là một mặt trời nhỏ. Một hoa hướng dương, một đốm lửa với màu vàng của lửa. Và các cánh hoa giống như là ánh mặt trời vậy đó. Ánh mặt trời luôn chiếu sáng, đem lại sự sống cho muôn loài. Treo chiếc đồng hồ này ở nhà hoặc ở văn phòng, công ty, thì ngoài cái vẻ đẹp của nó thì nó còn khiến cho chúng ta như là được tiếp thêm cái sự lạc quan, định hướng cho chúng ta tiến lên, đi về phía mặt trời. Chiếc này là bằng gỗ, bằng gỗ nhé các bác, và đường kính khủng luôn. Đường kính 80 cm, riêng mặt số là 30 cm. Vâng, đường kính mặt số rất là khủng. Thường là ta thấy mặt số 20, 22 là lớn lắm rồi, mà đây chiếc này là đo được 30 cm. Với các cọc số nổi mạ vàng, đính thêm 4 góc là 4 viên đá pha lê. Đây ạ. Kim trôi nè. Máy Nhật. Đây là, phải nói là không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa soi sáng con đường chúng ta đi. Nó như một đốm lửa với màu vàng của lửa đó. Và nó mang hơi hướng của nhà Phật, với những cái hạt tràng hạt này nè, cũng bằng gỗ luôn nè, viền tròn xung quanh. Thật sự chiếc này quá độc đáo, quá ý nghĩa, với kích thước khủng khủng luôn á. Em xin phép bán chiếc đồng hồ này với giá là 2,8 triệu. Đây là địa chỉ trang YouTube và Zalo. Đẹp quá các bác. Chiếc này treo trên tường thì phải nói là hết sức xuất sắc và mang nhiều ý nghĩa nữa.